Trưa ngày 4 tháng 5, một đoàn tàu khách chạy tuyến Hà Nội-Sài Gòn khi vừa được lệnh xuất phát rời ga Huế, Thừa Thiên Huế, thì bất ngờ bị trật bánh khiến nhiều hành khách hoảng loạn. Nhận tin báo, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng chức năng khắc phục sự cố. Cơ quan chức năng đang điều cẩu 100 tấn để xử lý ách tắc giao thông, giải phóng hiện trường, đồng thời đưa khách về lại ga Huế tổ chức ăn ở. Các toa gặp nạn mang số 4-5 trên đoàn tàu. Nguyên nhân ban đầu do hai toa bị trật đường ray. Thời điểm tàu gặp nạn, trên tàu có khoảng 355 hành khách. Công an thành phố Huế đang nỗ lực điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự.